YOLO! Ô! Tất cả các bạn, mình là Chili Spicy và hôm nay mình làm video về một map dropper. Mình tại trên MCP Hub ấy, thì các bạn muốn download map này thì click download ở dưới nhá. Ok, cái là luật lệ của nó không hack không phá, có 14 level và cái này có chữ L không nhỉ? Đúng đúng chữ L. Bọn này viết kiểu gì thế này? Và là thầy lấy cái thang để quay lại cho level tiếp theo. Difficult tắt à? Rồi mình tắt rồi. Bây giờ YOLO đây. Nether Factory à? Xem mình làm lần đầu không? Mình làm lần đầu luôn này. Giờ lấy cái này á. Sao lại nó để cái chết làm mắm à? What the fuck? Đi lên. Ok, mình đã lên được. Đây là level 2. Băm mát á. Mình nghĩ là mát là tức giận, nhưng mà chắc là... Chắc quả này YOLO rồi. YOLO! Ô! Chết... làm được. Nope. Oh, xe. Đủ. Sao này? Mình nghĩ là cái vàng rồi mình nên đi tiếp theo. Đấy, cái này chặn mình nghĩ là nên cái ống nước ấy thì nó thêm to hơn ấy thì dễ nhảy hơn. Nhưng mà ống này chắc là thử thách nên là người ta làm thêm được. Yes, mình làm được rồi. Đây là level 3. Đỏ và trắng. Chắc mình làm lần đầu. Đây là làm đầu. Ui, cứ tưởng làm lần đầu đi. Lần đầu. Lần đầu. Lần đầu. Yes, lần đầu rồi. 64 đấy rồi. Ok, các bạn chúng ta thấy là mình có một lava ở đây, là mình muốn mình đã chuyển creative và kiểu như là mình không muốn sử dụng thang nữa ấy, thì mong các bạn thông cảm. Mình ở level mấy nhỉ? Level 4 đúng không? Đúng rồi. Ui trời ơi. Đang mưa. Tú. Sao mình cảm giác mưa nó lác hơn đấy nhở? Few moments later. Yes. Đã làm được. Yes. Đây là mình làm lava đây. Vàng. Level này khó. Lần đầu tiên, vâng. Và Chili đã hoàn thành. Level tiếp theo là level vàng, là level 5. Level tiếp theo là gravel. Thế giới gravel. Sẽ có gỗ đấy này. Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế mà. Nghĩa là mình nên đi theo gỗ để hoàn thành cái này. Chắc thế nó làm gỗ mà có lý do chứ. Mình cũng không phải là bá đạo. Cái gì kìa?
chờ hồi máu. Nhảy xuống. Xuống. Cái này nhảy mà chết à. Chắc nhảy thôi. May quá. Zolo. Zolo. Và mình đã hoàn thành level tiếp theo. Ơ nhưng mà sao cái cầu thang với cái dung nham nó ở gần nhau nó không cháy nhỉ? Ở chỗ gravel này. Không biết. Không biết rồi mình sẽ biết mình sẽ hoàn thành. Ờ đủ. Thế chứ cái level 7 này dễ chứ. Nó có gì chúng em vào đâu. Và mình hoàn thành. Bể tắm lava huyền thoại. Level 7, level 8 ở đây. IB. Ui, level khó đấy. Level này mình nghĩ là rất là khó. What? Level này khó đấy nhỉ. Khó là level 7 nữa. Ví dụ các bạn có thể nhảy một khoảng trống rộng nhưng mà cái này có mỗi một ô như vậy. Yes. Và mình đã hoàn thành. Mình để lava vào cái này. Lại mình sợ cháy. Thành công level 8, level 9. Sinh nhật. Bánh sinh nhật. Kiểu như mình vừa nhảy xuống xong mình vừa ăn đấy. Sao? Mình nghĩ là chỗ đấy không có tiền nên là mình cứ thế mà mình nhảy. Đủ. Làm theo cách này là là đỡ chết nhất. Sao mình đứng được như vậy nhỉ? Tí chết. Xong rồi mình sẽ nhảy. May quá. Giật cả mình. Yo. Tại mình không phải là cái này giỏi lắm. Và xong. Hoàn thành. Yeah. Cái này mình quên đặt rồi. Phá ra thì... À đây. Yeah, bể tắm lava huyền thoại đã giúp mình hoàn thành level 10. Bí ngô. Level này hay đấy. Có cái này có chống ngoại vật gì đâu. Thế mình cứ YOLO thôi. Vâng, mà mình đã hoàn thành level tiếp theo, level 11. Mình nghĩ là level 11 thì hay bait. Cứ như game 2 đây ấy, các bạn biết không? Chắc là kiểu gì cũng chơi à. Biết là chắc nó cũng nghĩa vần vần đấy. Cái này nhiều chướng ngại vật thế. Cái này có thể là một trong những cái khó nhất trong 14 level.
moments later. Và mình hoàn thành. Ui trời ơi, chơi gì chết rồi. Để xem nào. Mình nghĩ là mình phải... Ui level này. Level này khó hơn level kia nữa. Trời ơi. Chắc level kia khó hơn level này. Ôi, mình cứ tưởng là mình hoàn thành rồi. Hoàn thành, hoàn thành. Mình nghĩ là mình chờ hoàn thành thì mình sẽ tua nhanh hơn chút. Cũng như các bạn đã thấy thì mình không thể hoàn thành level được, level nó quá khó nên mình sẽ chuyển level khác. Emerald Dimension. Để xem nào. What? Không. Không thể làm được. Không thể, đó là điều không thể. Không thể nào. Không thể luôn mà. Không thể nào các bạn làm được. Mình... Các bạn nào download thì mình... Nếu các bạn làm được thì mình hãy... gửi cho mình... trên... fanpage của mình. Thế... thôi mình cũng chuyển level. Tiếp theo là level... The End of Life. Cuối cùng cuộc sống à? Hai level này đúng là level huyền thoại mất. À đủ. Nhưng mà sắp cuối rồi. Yes, mà mình hoàn thành. Kết thúc video này thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã xem video. Mong các bạn like và share để được video tiếp theo. Thank you.